Ok, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì ngày 2/9 thì chắc là các bác cũng đi chơi, đi bời, đi họp lớp, đi du lịch cũng khá là đông nên là rất ít khách mua xe. Cửa hàng thì rất vắng nhưng bọn em thì vẫn làm các bạn ạ. Bán hàng suốt ngày đêm luôn. Thì cũng vì công việc thôi, ngày nào cũng như ngày nào thì Tuấn Anh sẽ tiếp tục lên sóng cho anh em về những cái mẫu xe mà đang có mặt tại cửa hàng dành cho các bác. Đầu tiên đây là một chiếc Vios 2015 bản E số sàn 1.5 biển Hải Phòng. Con này thì đang đeo biển 15A19446. Bản E xịn số sàn 1.5 đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022. Đầy đủ màn hình cam lùi âm thanh rất hay. Với giá bán là 335 triệu dành cho các bác nào đang có nhu cầu muốn sở hữu chiếc Vios này. Đó, 335 triệu bên em sẽ bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ cho anh em về thủ tục ra tên cũng như là hỗ trợ cho anh em về cái thủ tục vận chuyển này các bạn nhé, tận nhà luôn. Đó. Tiếp tục sau bên đây thì anh em cũng có hai chiếc xe cũng vừa mới đi về quê về đây. Đó là một chiếc Moling. Với chiếc Moling này thì sản xuất năm 2017, số tự động bản SI, biển Quảng Ninh, máy 1.25, tư nhân một chủ từ mới. Đấy, 14A26334 với giá bán là 318 triệu đồng. 318 triệu đồng một chiếc Moling SI 2017 số tự động màu xanh đen. Rất là đẹp đúng không ạ? Ở sau bên đây chúng ta có một chiếc xe 7 chỗ cũng khá là hợp lý cho mọi người, đó là một chiếc Toyota Jay. Đây là bản Jay GL, sản xuất năm 2004, máy 1.8 số sàn, máy xăng các bạn ạ. Với chiếc Jay này là một trong dòng xe rất là bền bỉ, lành và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Xe thì cam kết cho anh em không lỗi, không đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Với giá bán chỉ có 165 triệu đồng thôi các bạn nhé. 165 triệu. Và trong cửa hàng thì có rất nhiều cái dòng xe mà Frank sẽ quay cũng như báo giá tiếp tục cho anh em. Ở ngay đầu đây là một chiếc Vios 2010, biển Hải Phòng 15A11975. Một chiếc Vios Limo 2010, số sàn 1.5 màu đen biển Hải Phòng. Con này thì tại bên em đang bán là 189 triệu đồng, có bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bạn nhé. Xe đẹp, màn hình âm thanh hay, đầy đủ phụ kiện rồi, từ cam lùi, cam hành trình không thiếu gì các bạn nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Daewoo Lacetti CDX. Con này thì Daewoo Lacetti CDX nhưng mà đã độ lên cái form cruise rồi, nhìn thì rất là khỏe và chắc xe. Con này thì số tự động 1.6, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, đời 2010, bản full cửa sổ trời. Với giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang bán là 245 triệu đồng. Sau đây thì chúng ta có một chiếc Hyundai Avante. Với chiếc Hyundai Avante này cũng sản xuất năm 2014 ạ. Con này thì số sàn 1.6, tư nhân chính chủ biển Vĩnh Phúc màu bạc. Xe thì không có khoan đục, không có taxi gì. Với giá bán là 299 triệu đồng. 299 triệu đồng có bớt, vẫn bao hồ sơ và vẫn bớt cho tất cả mọi người nếu như đến xem xe trực tiếp cũng như là mua bán trực tiếp với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng đúng không ạ? Tiếp tục đây thì chúng ta đang có một chiếc Honda CR-V với cái tầm tiền bằng một chiếc xe Moling thôi, nhưng mà hay là một chiếc Vios cỏ thôi, nhưng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Honda CR-V 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài. Chiếc xe thì trang bị hộp số tự động, một mẫu xe 2.0 5 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên chiếc nhé các bạn nhé. Biển số đẹp 15A51819. Với cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này là 386 triệu đồng là các bạn đã sở hữu chiếc CR-V này. Ở đây chúng ta có thêm một chiếc Ford Everest. Con này thì biển 37A10274. Con này là sản xuất năm 2008 thì đúng hơn. Và nó là trang bị hộp số tự động ấy ạ. Hộp số tự động máy 2.5. Con này thì cũng vừa mới về cửa hàng xong thì em cũng chưa dọn dẹp gì. Dọn dẹp xong thì em sẽ lên sóng cho mọi người nhé. Con này là một chiếc xe 2.5 một cầu, số tự động, máy dầu 2.5 đấy ạ. Nội thất đẹp. Tóm lại thì đây là một chiếc xe khá là ok cho mọi người. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi cực kỳ chất lượng. Để em sẽ có thể là lên sóng sau cho chiếc xe này. Tiếp tục là một chiếc Moling 2009 bản SX số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, máy 1.0 và đã được trang bị đầy đủ màn hình Android, cam lùi, cam hành trình, nội thất ghế da số tự động 1.0 với giá bán 195 triệu đồng. Bên cạnh chiếc Moling sẽ là một chiếc xe Bolick X-Trailer. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Chiếc xe này thì hàng nội địa các bạn ạ, nên là xe của nó rất là đẹp và rất chất lượng. Với những cái chiếc xe hàng nhập khẩu nội địa Trung Quốc này cũng như Đài Loan này thì nó cũng có thể so sánh với những cái hàng xe đẳng cấp ở những trên thế giới luôn. Đấy. Với cái tầm tiền hơn 155 triệu thì các bạn đã sở hữu được một chiếc Bolick X-Trailer 2009 nhập Đài. Đó, xe thì máy 1.8 số tự động và cực kỳ chất cho mọi người.
phải nói con này nó rất là chất luôn, từ nội thất cho đến tất cả mọi thứ trên xe còn khá là đẹp. Đấy, tầm tiền này mà chạy con này thì nó quá là ok rồi, 155 triệu. Tiếp tục đây có một chiếc i10 2011 số tự động 1.2 nhập khẩu nguyên chiếc của Đà Ấn Độ. Chiếc xe đang đeo biển Bắc Linh 99A01631, sơn xì màu đỏ, với giá bán là 229 triệu đồng. Thì các bác đã sở hữu được chiếc Hyundai Grand i10 có cả cửa sổ trời số tự động luôn các bạn nhé. Rất là đẹp, màu đỏ rất tươi luôn. Mía trong đây chúng ta đã sẽ có một chiếc Hyundai Avante. Với chiếc Hyundai Avante này thì sản xuất năm 2012, phiên bản số sàn máy 1.6 tư nhân biển Hà Nội màu ghi lông chuột, sedan 2 đầu, thương hiệu đến từ Hàn Quốc, với cái giá tiền là 258 triệu đồng. Vâng, Hyundai Accent cũng là chiếc xe tiếp theo mà tôi đang muốn giới thiệu. 17A13855 là một chiếc Accent 2011 số tự động, máy 1.4 xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, với cái giá bán là 338 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được chiếc Accent 2011 phiên bản số tự động máy 1.4, đăng kiểm tháng 4 năm 2022. Một chiếc xe cũng khá là ổn định cho mọi người. Tiếp tục là một chiếc xe Daewoo Gencha sản xuất năm 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu 2011, tư nhân chính chủ một chủ từ mới biển Hải Phòng. Xe thì cũng khá là ổn định và khá là đẹp, biển một chủ nhé. Con này thì hiện tại là bên em đang bán là 155 triệu đồng số sàn 1.5. Tiếp tục là một mẫu Hyundai Venna. Với mẫu Hyundai Venna này thì sản xuất năm 2009 nhập Ấn. Con này thì máy xăng số tự động 1.5, và đó là một chiếc xe cũng khá là ổn định và chất lượng, biển Hải Phòng. Đăng kiểm thì đến năm 2023. Xe gia đình sử dụng, không có khoan đục taxi gì nhá, số tự động 1.5. Con này thì hiện tại bên em đang bán 195 triệu. Tiếp tục ở dưới đây chúng ta sẽ có một chiếc Nissan Bluebird sản xuất năm 1990, biển 29H3411, sản xuất năm 1990, máy 1.8 số sàn, một mẫu xe tập lái với giá 35 triệu đồng. 35 triệu đồng, máy lổ quài kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, đăng ký đăng kiểm đầy đủ nhé, 35 triệu. Hay là một chiếc xe Lifan ạ. Với chiếc Lifan này thì sản xuất năm 2007 số sàn 1.6, biển Vĩnh Phúc 88A7947. Con này thì hiện tại là tôi đang chào bán với cái giá cũng khá là ổn định, với giá là có 65 triệu thôi. Cũng dành cho các bác là tập lái thì rất là ok. 65 triệu. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc Hyundai Grand i10. Với chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn máy 1.0 bản đủ, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán với cái giá là bao nhiêu ạ? 235 triệu đồng. Thì các bạn đã sở hữu được chiếc i10 bản đủ form mới nhá, 24, nhưng con này nó lên form 27 rồi, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh, xe đẹp không nỗi nhá. Hyundai Santa Fe là chiếc xe tiếp theo. Đây là một mẫu Hyundai Santa Fe 2008, phiên bản số tự động, máy xăng 2.7, vâng, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn. Chiếc xe đang đeo biển Yên Bái như 21A11429, sơn xì màu đen, với giá bán là 315 triệu đồng. Bây giờ còn 299 triệu đồng cho các bác rồi. Hai mẫu xe này thì em tạm thời em nhận cọc rồi. Để tiếp tục ở trên đây chúng ta sẽ có một chiếc Innova. Toyota Innova 2013, đời 13 là cái đời đầu tiên của cái form này. Với khối động cơ 2.0 số sàn bản E, trang bị hệ thống túi khí và ABS, với giá 299 triệu đồng. 299 triệu đồng các bạn nhé. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc xe Chevrolet Vivante ạ. Cũng là một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi rất rẻ tiền, chỉ có 158 triệu thôi. Đăng kiểm tháng 1 năm 2023, bản đủ số sàn 2.0, trang bị hệ thống túi khí và ABS đầy đủ, với cái giá chỉ có 158 triệu đồng thôi là các bạn đã sở hữu được chiếc Vivante 2008 số sàn bản đủ 7 chỗ ngồi rất đẹp. Có rất nhiều những cái mẫu xe mà các bạn có thể tham khảo tại cửa hàng bên em. Ví dụ như tiếp tục đây là một chiếc Vios 2015, biển 15A19487, sơn xì màu đen, với giá bán là 335 triệu đồng, bản E số sàn màu đen, không có đổi màu đổi miếc, thì không có lỗi miếc gì cả các bạn nhé, full đồ chơi hết rồi, bản đủ đấy ạ, 335 triệu đồng. Innova 2014 là chiếc xe tiếp theo mà tôi đang muốn giới thiệu đến cho mọi người. 2014, bản E số sàn, xe gia đình biển 19 của Phú Thọ, xe gia đình sử dụng nhé, không taxi, không dịch vụ luôn, với giá 385 triệu đồng. Mercedes, một chiếc MGLK 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức, với cái khối động cơ 3.0 số tự động,
Vậy đây là một chiếc xe hạng sang luôn các bạn nhé, biển Bắc Linh 209 với giá bán là 435 triệu đồng. Ford bán tải, đây là một chiếc Ford Ranger 2010 nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan, số sàn 2 cầu, máy dầu với cái khối động cơ 2.5, vâng, biển Quảng Ninh, đang bán là 269 triệu đồng. Chevrolet Vivante 2008, vâng, số sàn 2.0 bản đủ. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, nhỏ gọn xinh xinh với giá bán 158 triệu đồng. Đấy. Bên cạnh đây là một chiếc Vivante số tự động nhá, cũng 2008 với giá bán là 179 triệu đồng. Nhưng con này thì được cái là nó số tự động, vâng, 2.0, một chủ từ mới. Đấy. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một chiếc xe Mitsubishi Jolly 2005 phiên bản số sàn, đăng ký lăn bánh lần đầu 2006, khối động cơ là 32.0, bản đủ mắt xích, lốp treo, đèn cột, máy turbo. Và với cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 125 triệu đồng. Đó. Tiếp tục thì ở mé bên đây chúng ta sẽ tiếp tục tham quan một số những cái dòng xe nữa. Đó. Bên cạnh đây là một chiếc xe Isuzu Highlander máy dầu 2004 số tự động 2.5, máy turbo đầy đủ hết các bạn nhé. Biển 37A38858, sơn xi màu đen, 7 chỗ ngồi, số tự động, máy dầu với giá bán là 189 triệu đồng. Đó. Tiếp tục đây thì chúng ta sẽ có một cái chiếc xe Daihatsu Matiz các bạn ạ. Đây là một chiếc Matiz 2008 phiên bản số sàn, máy 0.8, biển Hà Nội. Con này thì mới khối động cơ 0.8 thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Với giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán là 66 triệu. Gentra 2011 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.5, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân, biển Hải Phòng, với giá bán 162 triệu đồng các bạn nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2000, con này là sản xuất năm 2009, biển Hà Nội, 30A18610, biển số cũng khá là đẹp. Đặc biệt thì con này là số tự động bản G nhé, số tự động bản G, máy 1.5, form cũ đời 2009 với giá bán 298 triệu. Xe được lên màn hình Android cộng với lại cam lùi, cam hành trình đầy đủ, nội thất rất là đẹp, xe đẹp không lỗi luôn, với giá bán là 298 triệu đồng, bản G số tự động. Tubi MK là chiếc xe tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu đến cho mọi người. Một mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh và tiết kiệm nhiên liệu, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Trung, sản xuất năm 2010. Với cái giá bán hiện tại thì chỉ có 125 triệu đồng thôi. Số động cơ 1.4, số tự động, biển Hà Nội. Đấy. Chiếc model này thì vừa em quay ở bên ngoài cái rồi. Tiếp tục đây là một chiếc xe Chevrolet Avell sản xuất năm 2015 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.5, tư nhân chính chủ, biển Yên Bái, xe đẹp không lỗi, bản đủ số sàn, không khoanh, không khoa đục, không taxi, không dịch vụ gì, với giá bán là 215 triệu đồng. Hyundai Grand i10 là chiếc xe tiếp theo mà tôi đang muốn giới thiệu đến cho mọi người. Hyundai Grand i10 2017 phiên bản số sàn, máy xăng, máy 1.0 ạ. Con này thì bản pay như được lên la răng đúc và màn hình đầy đủ hết rồi. Đấy, form mới với giá bán là 252 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc xe Kia Morning 2008 bản SRX, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc với cái tông màu vàng. Đấy, biển 15A09372, sơn xi màu vàng với giá bán là 189 triệu đồng. 189 triệu đồng này anh em đã sở hữu được chiếc Morning SRX số tự động các bạn nhé, nhập khẩu với cái tông màu vàng đen rất là đẹp cho anh em. Đấy. Ở trong đây thì còn rất nhiều những cái dòng xe hatchback, ví dụ như chiếc Accent này. Đây là một mẫu Accent nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sản xuất năm 2014, số tự động 1.4, biển Thái Bình. Và đây là một cái mẫu xe rất là nhỏ gọn, rất là đẹp với cái phong cách đến từ Hàn Quốc với giá bán 379 triệu đồng. 379 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc Accent 2014 số sàn, một chiếc xe khá là đẹp, số tự động, máy 1.4, nhập Hàn, rất là đẹp cho mọi người. Với những chiếc Matiz thì nhà em là Matiz hay Spark ấy, thì nhà em còn rất nhiều. 2009, 2010 bán với loanh quanh là tầm khoảng dưới 100. Đấy, Spark thì em còn một dàn, Matiz thì còn khoảng 3 con. Đó cho anh em, Spark thì chỉ có 2009, 2010 và 2011, loanh quanh dưới 100 triệu các bạn nhé. Đấy. Rất nhiều. Tiếp tục đây thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe, đó là Nissan Piso. Với chiếc Nissan Piso này thì sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Với chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán chỉ có 198 triệu đồng thôi. Vừa tiết kiệm nhiên liệu, form dáng thì vừa đẹp và số tự động rất là nhanh, 198 triệu, bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. i10 2017 con này thì đã rút hồ sơ rồi, con này là bản
ở Bản Pây, nhưng mà xe của nó thì khá là đẹp, không có kinh doanh taxi dịch vụ gì. Cái con này rút hồ sơ rồi về thì các bạn chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Sơn xi màu bạc và dán tem Manchester. Với giá bán thì Manchester thì hiện tại đang thắng 3 trận liền, đang leo đến vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng rồi. Với chiếc xe này thì với giá bán là 260 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 số sàn máy 1.0 sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Rất là đẹp. i10 2014 này. i10 2014 thì con này là bản đủ biển Hà Nội nhé, 30A48875, sơn xi màu bạc và cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc i10 bản đủ số sàn, một chiếc xe không kinh doanh taxi dịch vụ nhé các bạn nhé. Và đây cũng có một chiếc xe như vậy luôn, cũng như vậy, và 235 triệu đồng là chiếc xe này. Đó, không có kinh doanh taxi dịch vụ gì, xe đẹp và không có lỗi luôn. Đó, màu bạc, đó, rất xịn sò luôn. Tiếp tục là một chiếc xe Moling 2015 bản SI số sàn, máy 1.25 biển Hải Phòng. Con này là bản đủ ấy, bản đủ số sàn máy 1.25 với giá bán là 248 triệu đồng. Moling 2017 phiên bản số sàn máy 1.25, con này là bản Pay, tức là bản tiêu chuẩn đấy. Con này thì hiện tại 27 xe không kinh doanh taxi dịch vụ gì, cũng chỉ có 245 triệu đồng thôi nhé các bạn nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Moling 2017. Con này thì là một mẫu xe SI số sàn bản đủ xe gia đình sử dụng với giá bán 269 triệu đồng, đời 27, xe một chủ từ đầu. Và chỗ này thì còn một chiếc i10 2017 đăng ký lăn bánh lần đầu 2018 phiên bản số sàn máy 1.0 sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam form mới với giá bán 262 triệu đồng màu bạc. Vâng, Enong là chiếc xe mà Tuấn Anh muốn giới thiệu đến cho mọi người. 90 triệu đồng thôi là các bạn đã sở hữu được chiếc Enong 2011 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2012 biển Quảng Ninh 14A09270, sơn xi màu vàng, máy 1.4 số sàn nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Trung với giá bán là 290 triệu đồng thôi các bạn ạ, 90. Ở khu vực đằng trước này thì cũng còn số những cái mẫu xe mà muốn giới thiệu cho mọi người. Chiếc Tucson này thì em tạm thời em nhận cọc và đang giao tên cho khách tại Hải Phòng. Tiếp tục thì ở đây chúng ta sẽ có một chiếc xe Ford Everest, một chiếc xe Toyota Vios. Với chiếc Toyota Vios biển 30A35536, sản xuất năm 2009, số sàn 1.5. Con này thì biển Hà Nội, tên tư nhân và với giá bán là 179 triệu đồng. Hyundai Sonata bản GVS, con này thì số tự động 204, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 2.0 với giá bán là 189 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc Hyundai Sonata này. Một chiếc xe khá là ok cho mọi người. Form cũ thôi nhưng mà số tự động rất là đẹp và chất lượng luôn nhá. Chevrolet Cruze 2011, số tự động bản LTZ máy 1.8 biển Hà Nội, con này đời 21 màu vàng đồng, con này hiện tại bên em đang bán là 245 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe Daewoo Lacetti 2005 biển Hà Nội màu trắng với cái giá loanh quanh hơn 100 triệu. 105 triệu, đời 2005, số sàn 1.5 nhá, cho anh em nào mua về tập lái này, rất đẹp. Tiếp tục là một mẫu xe Honda Civic. Với mẫu Honda Civic sản xuất năm 2010, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, biển Hà Nội 30Z2912 với giá bán hiện tại là 265 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc Honda Civic 1.8 xe gia đình một chủ từ mới. Trên đây thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc xe gì đó. Một chiếc xe Hyundai Accent. Con này là Accent đời 2012 biển 61 của tỉnh Bình Dương. Vâng, màu trắng rất là đẹp. Vâng, con này là một mẫu xe khá là ổn định và rất chất lượng cho mọi người. Đời 2012 số sàn, máy 1.4 xe gia đình một chủ từ mới với giá 315 triệu đồng. Đấy. Và đây là chiếc 211 thì 295 triệu đồng, cũng là Accent, máy 1.4 số sàn nhé các bạn nhé. Rất đẹp. Hay một chiếc xe Vios ạ. Vios này là sản xuất năm 2015. Vâng, 215 bản E số sàn 15A19322 với giá bán là 335 triệu. Rất nhiều xe cho mọi người. Hay là một chiếc xe rất rẻ. Rất rẻ mà chỉ có 65 triệu thôi, đó là một chiếc Lumia 2 2004. Phiên bản số sàn, máy của nó là 1.6 biển Hà Nội nhé các bạn nhé. Màu trắng rất là đẹp. Vâng, con này thì có 65 triệu rồi, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Civic 2009, đó, con này thì một chủ từ mới, số sàn 1.4, 1.8 các bạn nhé, biển Hà Nội. Con này thì hiện tại là 200,
50 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc Civic 2009 số sàn ấy, máy 1.8 các bạn nhé. Samsung SM3 vâng chỉ có hơn 200 triệu thôi, à hơn 300 triệu thôi, 335 triệu sao, là một chiếc Samsung SM3 số tự động 1.6 sẽ rất là đẹp luôn, đời 2014 nhá. Vios 2010 mà đi mô lưng phu kỳ đồ biển Hà Nội 30A 30F 02 02 203, với giá bán hiện tại thì tôi đang chào bán chiếc xe này là 189 triệu đồng. Hyundai Avante 2011 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.6, tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa, với giá bán hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc xe này là 258 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc biển Nam Định, con này thì hiện tại là bên em đang bán 168 triệu đồng, nhập khẩu 2008 1.4 số sàn. Gentra 2010 tư nhân chính chủ biển Hải Dương, bên ta bán 155 triệu đồng, bản Gentra sản xuất và lắp ráp trong nước, máy 1.5 số sàn, rất là đẹp cho mọi người. Tiếp tục là một chiếc xe màu trắng, đây là một chiếc Vios 2010 tư nhân chính chủ biển Hải Dương, với giá bán là 189 triệu đồng, biển Hải Dương màu trắng nhá, bản limo lưng phu kỳ đồ, với giá bán là 189 triệu đồng. Hay một chiếc xe Daewoo Lacity 2010 bản SE, bản số sàn đấy, nhưng mà nó là xe nhập khẩu 1.6, với giá bán là 220 triệu đồng, biển Bắc Giang 98A 08925, xe đẹp. BMW 2004 với giá bán 169 triệu đồng, trang bị khối động cơ 2.0 số tự động, bản 318i, đó biển Bắc Linh nhé các bạn nhé. Vâng, chiếc xe rẻ nhất là chiếc xe Lacity 2008 với giá bán chỉ có 125 triệu thôi là các bạn đã sở hữu về chiếc xe này rồi, số sàn 1.6 đời 2008 về dòng Lacity. Đó thì vừa rồi tôi nay cũng báo giá nhanh cho tất cả anh em về những cái dòng xe bên em. Vậy thì quý khách hàng cũng như quý bà con, cô bác anh chị em nào quan tâm về những chiếc xe bên em thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho em ạ. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.